Xin chào ngày mới nha cả nhà ơi. Hôm nay nhà mình ăn thịt cuốn bánh tráng nha cả nhà. Đây là những loại rau nhà mình sẽ cuốn bánh tráng hôm nay cả nhà. Đó. Mới đi chợ về cả nhà. Hôm nay được một ngày nghỉ. Thế là đi chợ. Ăn trưa đơn giản thôi, ăn trưa món thịt cuốn bánh tráng với rau sống thôi cả nhà. Mời cả nhà xem video cho vui nhé. Đúng chuẩn rửa rau sống nhé cả nhà. Xối trực tiếp vào vòi nước mạnh, vuốt cọng, vuốt lá. Rửa rau sống phải rửa như thế này mới được ấy cả nhà. Chuẩn bị luộc thịt cả nhà. Đây, miếng thịt. Thấy ngon không cả nhà? Rất là ngon luôn. Thịt vai nhé cả nhà. Cắt ra để luộc ấy cả nhà. Rồi mình cắt mỏng mỏng như thế này ra ấy cả nhà để cho nó nhanh chín đấy. Bây giờ chuẩn bị luộc cái cả nhà. Đang lẽ có lá chanh nhé thì mình cho lá chanh vào cả nhà cho nó thơm thịt. Nhưng mà không có lá chanh nên mình cho xả với hành. Đập dập ra cả nhà. Để nó không có hôi mùi heo cả nhà. Giờ thả thịt heo xuống này. Thịt chín rồi cả nhà, giờ vớt thịt ra để nguội. Ủa, nhìn ngon chưa cả nhà? Hơi bị nạc luôn. Con Thảo mua, đấy. hồi nãy con Thảo mua Thịt ba chỉ ở đây nó bán không ngon, thịt khô thì ba chỉ thì ngon. Hơi 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 nạc này, tí nữa cuốn là nó khô khô đấy. Cái này thôi, béo quá mất công béo. Thôi được chưa? Được rồi. Cho gạo vào đi. Cái này nấu cháo luôn đó cả nhà. Nước luộc thịt là nấu cháo luôn. Ăn cháo luôn cả nhà. Chuẩn bị đổ đổ gạo. Đó. Dạ ớt chuẩn bị làm nước mắm cả nhà. Có chứ, cho đường rồi. Chưa lấy lại quên, bé chưa cho đường vào. Rồi, đường vào nữa nha cả nhà. Cắt thịt cả nhà ơi. Mình thích ăn cà rốt cả nhà, mình cho thêm cuộn thêm cà rốt nữa. Cà rốt này mình luộc chín rồi đó cả nhà.
Chuẩn bị làm nước mắm cả nhà. Làm hai loại nước mắm luôn. Mắm cái và mắm nước nhé cả nhà. Ai thích ăn mắm gì thì ăn mắm đấy. Mắm nước mình cho ít ớt thôi. Còn mắm cái thì cho nhiều vào. Đó. Mắm ngon luôn đó cả nhà. Đó. Thơm ngon tuyệt vời. Đây là nhà mắm cái nhé cả nhà. Cho một chén mắm cái. Nước mắm siêu cay luôn nhé cả nhà. Ồ, hai nước mắm nào cũng siêu cay. Cái này là mình làm theo sở thích của chủ nhà nhé cả nhà. Hôm nay ăn ở nhà bà nhỏ, không phải ăn ở nhà mình đâu. Nên là tí nữa mình không ăn được thì mình sẽ cho một ít nước mắm này, xong rồi mình chăm thêm nước mắm kia. Chuẩn bị lên mâm cả nhà. Cho rau vào cái khay. Ủa, rất là nhiều rau sống luôn. Ăn no rau sống. Rau nhiều cho bổ rau. Chủ nhà kêu là ăn rau nhiều cho bổ rau cả nhà ơi. Thế là chuẩn bị xong bữa ăn trưa cả nhà. Đây. Cả nhà thấy hấp dẫn không cả nhà ơi? Cho một tí gạo vào xong rồi thành cháo luôn. Tí nữa mấy đứa nhỏ hay là ai thích ăn thì ăn. Bên này dưa leo, cà rốt. Hai mà hai kiểu nước mắm. Nước mắm mắm cái và mắm nước. Bên này thịt luộc. Thịt rất là ngon luôn. Nó hơi nạc, tí nữa ăn chắc cũng hơi khô khô đấy. Bên này rau sống này. Mời cả nhà ăn cơm, à quên, mời cả nhà ăn trưa với nhà mình nhé cả nhà ơi. Hôm nay ăn ở nhà bà nhỏ. Bà nhỏ của mấy đứa nhỏ nhà mình nhé cả nhà. Nghĩa là mình gọi là mẹ dì đấy cả nhà. À. Đây. Mẹ gì mà trẻ. Đây cả nhà, đây cả nhà. Rồi ngồi ăn đi. Ông bà đó rồi. Ông bà đó rồi, gọi ông bà ăn đi. Bà đó rồi. Ai băng ai ơi. Tuân. Băng Tuân ơi. Thảo không ăn à Thảo? Thảo xin ăn nè. Giới ngồi ăn đi. Đây là con trai lớn mẹ dì. Đây là cháu mẹ dì. Con dâu này. Đây là mẹ của mẹ dì, mình gọi là bà đấy cả nhà. Đây là con gái của mẹ dì. Đây là bố của mẹ dì. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nhé cả nhà ơi. Hôm nay cuối tuần thế là ra đây. Bà mẹ dì kêu là đi chợ đi, đi chợ làm bánh tráng cuốn rau sống thôi, không có ăn cơm. À, bánh tráng này. Lấy nước đi Thảo. Cho nước vào đi. Cả nhà ơi, cả nhà. Mời cả nhà ăn trưa với nhà mình nhá. Nhà xem video nhớ cho mình cái like, cái subscribe và cái xe nhé cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ ngon miệng. Bye bye.